Xin chào và chào mừng các bạn đến với bản cập nhật diễn biến chiến sự Ukraine Chủ nhật ngày 21 tháng 5. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với Mariupol, thành phố chiến trường tâm điểm trong cuộc chiến Nga-Ukraine một năm về trước. Vào thời điểm này, ngày 20 tháng 5, các lực lượng Nga, dẫn đầu là các đơn vị đặc nhiệm Akhmat Chechnya, đã giải phóng hoàn toàn thành phố sau khi các binh sĩ Ukraine, lực lượng Azov và lực lượng tình nguyện lính đánh thuê nước ngoài cố thủ tại nhà máy Azovstal đầu hàng. Giờ đây, trái với những dự đoán của phương Tây rằng Nga phải mất hàng chục năm để tái thiết thành phố đổ nát hoàn toàn bởi chiến tranh, thì chỉ sau một năm, Mariupol đã hồi sinh mạnh mẽ. Thành phố được Nga chọn là một trong những trọng điểm về kinh tế, chính trị và quân sự trên biển Azov. Mariupol là một trọng điểm giao thông, điểm tập trung quan trọng của các lực lượng Nga ở miền Nam và các tàu thuyền trên biển, cũng như đoàn xe quân sự, tàu hỏa trên bộ của Nga thường xuyên đi qua khu vực này. Ngoài ra, thành phố cũng là nơi thu hút người dân di cư tới sinh sống lớn nhất trong số các vùng Nga mới sáp nhập. Vào thời điểm đầu năm nay, chính quyền Mariupol cho biết hiện khoảng 300.000 người đang sinh sống tại thành phố này, trong đó 70.000 người là công nhân xây dựng và thành viên lực lượng vũ trang Nga. Quân đội Nga đang xây dựng nhiều tòa nhà mới tại Mariupol, thay thế các công trình hư hại trong chiến sự. Các tòa nhà mới lần lượt xuất hiện, thế chỗ cho những công trình đổ nát do giao tranh ở Mariupol. Theo truyền thông nhà nước Nga, chính quyền thành phố Saint Petersburg là bên tài trợ chính cho công cuộc tái thiết Mariupol và Tổng thống Putin đã tới thăm thành phố hồi tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định để Mariupol thực sự bình yên, Nga sẽ có một chặng đường dài bởi mối đe dọa từ Ukraine vẫn hiện hữu. Ngay trong ngày hôm qua, ngày 20 tháng 5, kỷ niệm một năm Nga giải phóng Mariupol, chính quyền Kiev đã tiếp tục sử dụng tên lửa tầm xa đánh vào thành phố, tương tự như những gì mà họ đã làm với thủ đô Lugan một tuần trước. Petro Andriushenko, cố vấn thị trưởng Mariupol của chính quyền Ukraine xác nhận, lực lượng nước này đã tấn công căn cứ phòng không Nga ở Mariupol bằng tên lửa tầm xa được phương Tây chuyển giao. Ông Andriushenko nói rằng, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại căn cứ, nơi 150 lính phòng không Nga đóng quân. Theo ước tính sơ bộ, không dưới 3 đến 4 tên lửa đã tập kích thành phố. Được biết, đây là lần đầu tiên Mariupol, thành phố nằm bên bờ biển Azov, bị tập kích trong gần một năm qua, do Ukraine trước đây không sở hữu các vũ khí tầm xa có độ chính xác để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong khu vực Nga kiểm soát. Nhưng giờ đây đã khác, khi London công khai chuyển giao các tên lửa tầm xa Storm Shadow với tầm bắn 250 km và có thể tối đa lên tới 560 km cho chính quyền Kiev. Tiếp đến, trong bản cập nhật này, chúng ta sẽ tiếp tục đến với những tin tức mới nhất về tình hình cuộc chiến tại mặt trận Bakhmut. Ngày kết thúc cuộc chiến đang tới rất gần rồi. Trong đêm hôm qua, thì trận chiến không điểm dừng tại Bakhmut vốn đã rất ác liệt, đêm qua lại càng thêm ác liệt hơn nữa, đến mức mà trước đó tới giờ chưa từng có một trận chiến nào giống vậy. Cảnh quay ghi lại được vào tối hôm qua cho thấy một cuộc pháo kích vô cùng nặng nề với đủ các loại đạn pháo, chứ không chỉ riêng gì đạn gây cháy, tới mức độ mà toàn bộ phần ngoại ô thành phố phía Tây, toàn bộ phần khu vực này, nơi mà quân Ukraine còn bám trụ, đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. Như mọi người có thể thấy trong video, video này còn cho thấy mức độ tàn phá dữ dội của pháo kích hiện giờ, đặc biệt là tại khu vực quân Ukraine đang chiếm giữ. Và ở cảnh quay này, vật thể mà trông có vẻ giống như pháo hoa, thì thực chất chúng là các quả bom cháy đang lao xuống như mưa ở vị trí quân Ukraine và phần ngoại ô của Bakhmut. Và ở cảnh quay này thì lại một lần nữa, chúng ta thấy được sự dữ dội của cuộc pháo kích đến mức làn mưa bom đạn có thể làm sáng cả bầu trời đêm. Quân đội Nga đang liên tục đánh bom vào những vị trí quân Ukraine ở phần ngoại ô phía tây thành phố. Và với tất cả lượng bom đạn đang được quân Nga ném xuống, thì sẽ khó có thể phủ nhận việc họ đang đạt được thế thượng phong và đã chiếm được hoàn toàn thành phố Bakhmut. Đặc biệt là khi mà phần lãnh thổ do quân Ukraine làng vàng chỉ còn diện tích xấp xỉ 0,2 km2, cũng có nghĩa là phần lãnh thổ quân đội Nga đang cần thanh tảo nốt là rất ít. Cần khẳng định thêm, khi mà khu vực thành trì có sụp đổ sáng ngày 19 tháng 5 vừa qua, đó chính là khi Bakhmut sụp đổ hoàn toàn và công việc của các lực lượng Nga hiện nay chỉ là dọn dẹp. Bởi về cơ bản, các lực lượng Ukraine đã không còn công sự kiên cố nào và thực tế, họ đã bị chia cắt thành nhiều nhóm quân và đang cố gắng vừa đánh vừa rút nhanh nhất có thể. Nếu ta nhìn kỹ hơn vào tấm bản đồ này, thì ta có thể đếm được có bao nhiêu tòa nhà còn sót lại với Ukraine. Nhưng điều đó thì quá mất thì giờ và cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Bởi như đã trình bày, chúng không có ý nghĩa gì cả. Các nguồn tin thân cận của Ukraine cũng đã xác minh các bước tiến công của quân đội Nga và rằng quân Ukraine đang bị hủy diệt trên những phần đất cuối cùng còn hiện diện tại thủ đô Bakhmut. Và vào ngày hôm qua, 20 tháng 5, nghệ sĩ Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, đã ra tuyên bố chính thức về việc Bakhmut nằm trong tầm kiểm soát. Wagner đã giải phóng thành công Bakhmut và làm tiêu hao lượng lớn binh lực Ukraine. Con số này ước tính không dưới 50.000 quân, bao gồm nhiều lính tình nguyện, đánh thuê nước ngoài và cả những chỉ huy cấp cao của Ukraine, theo những tuyên bố trước đó của Wagner. Đồng thời, sau khi tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc,
Nghệ sĩ Prigozhin cũng thông báo, kể từ ngày 25 tới, các lực lượng của Wagner sẽ rút khỏi Bakhmut để về tuyến sau nghỉ ngơi và tái huấn luyện. Tất cả các vị trí sẽ được bàn giao cho quân đội Nga. Kết thúc tuyên bố, nghệ sĩ Prigozhin cũng nói rằng PMC Wagner sẽ trở lại nếu đất nước cần. Có một điều khá trùng hợp, đó là nước Nga đã thành công chiếm được Mariupol cũng trong khoảng thời gian này, chính xác là vào ngày 20 tháng 5 năm 2022. Và nay là kỷ niệm một năm từ sự kiện đó, nên có thể họ sẽ đặt ra mục tiêu chiếm đóng thành công khu vực Bakhmut để có thể biến ngày 20 tháng 5 trở thành một ngày đáng nhớ cụ thể. Tiếp đến, chúng ta sẽ đến với khu vực ngoại vi thành phố. Tình hình chung của các cuộc tấn công của Ukraine vẫn đang tiếp diễn ở các mạn sườn, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của việc thành công tiến quân sâu hơn của Ukraine do các lực lượng Nga đã có khả năng ổn định lại các phần tiền tuyến được ít nhất là gần một tuần này rồi. Hôm qua, 20 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cũng đã phải thừa nhận tốc độ tiến quân của quân ta ở ngoại ô Bakhmut hôm nay có phần giảm sút, nhưng kẻ thù không thể giành lại được các vị trí đã mất. Quân đội của chúng ta đã đẩy lùi được mọi cuộc tấn công của kẻ thù trong khu vực này. Và cho đến nay, vào thời điểm sáng ngày 21 tháng 5, vẫn chưa có các thông tin gì mới. Vậy chúng ta sẽ đợi thêm những cập nhật tiếp theo mới có thể biết được rằng quân đội Nga sẽ tiếp tục phòng thủ thành công hay quân Ukraine sẽ có thể tiến quân lên đột phá. Như đã trình bày trong video trước, việc chấm dứt khu vực nội đô đang tạo một thuận lợi rất lớn cho lực lượng Nga trên toàn mặt trận Bakhmut. Việc Nga nắm toàn quyền kiểm soát thành phố trên thực tế đóng một vai trò vô cùng quan trọng, bởi đó sẽ giúp toàn bộ các lực lượng Nga đang chiến đấu ở đây có thể được điều động đến những vị trí mới. Họ có thể tán mỏng quân lực bằng cách gửi đi quân tiếp viện hoặc các lực lượng bổ sung, hoặc là họ có thể tiến quân vào khu vực trung hạ ở Kromove, Ivanitske hay Chasivka. Thực tế vào thời điểm lên video này, đã có thông tin về việc Kromove thất thủ và các lực lượng Ukraine đã tháo chạy. Nhưng điều này sẽ được xác nhận và cập nhật trong những video tiếp theo. Nhưng dù Nga có lựa chọn phương án chiến đấu nào, thì hoàn cảnh của họ cũng đang rất thuận lợi và dễ dàng để đẩy áp lực nặng nề lên các đạo quân phản công ở hải cánh của Ukraine. Và tình hình lúc đó sẽ khó khăn hơn bây giờ để Ukraine có thể tiến công thành công qua các mạn sườn. Bây là tình hình cuộc chiến đã ổn định, nhưng nó vẫn luôn trong trạng thái nổ tung bất cứ lúc nào. Có rất nhiều hứa hẹn thay đổi ở phần chiến tuyến, đặc biệt là xung quanh khu vực Bakhmut và tại các mạn sườn, khi quân Ukraine đang cố tiến quân qua các mạn sườn. Bản cập nhật đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc mọi người một ngày tốt lành. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.